Ngày còn bé, ai cũng được nghe câu chuyện rùa và thỏ. Trong câu chuyện này thì thỏ là một con vật chạy rất nhanh, có thể nói là nhanh nhẹn nhất. Gần như là trong tất cả các cuộc thi nơi mình sinh sống, thỏ luôn là người thắng cuộc. Còn rùa, bền bỉ nhưng không nhanh nhạy. Ngoài bộ mai cứng cáp, rùa không có gì đặc biệt. Loài rùa ít khi tấn công, đa số thường co cụm đem mái cứng của mình ra mà phòng thủ. Rùa chỉ chờ đợi đối phương sơ hở và sử dụng cú ngoạm ngàn cân của mình. Nhưng nhờ vào lối chơi đẹp mắt, Từ Tốn có chút ngây thơ hiền hậu nên rùa rất được lòng của mọi người xung quanh. Rồi thỏ nhấn ga chạy hết số nhanh chóng biến mất khỏi tầm mắt của rùa. Thỏ muốn sang qua bìa rừng bên kia nơi có nhiều con vật nhanh hơn, mạnh hơn. Thỏ muốn thử sức ở đó. Còn riêng với cuộc thi này, thỏ cảm thấy đã quá đủ. Thỏ ta tìm cho mình một bãi đất thật đẹp, quyết định đánh một giấc say. Thỏ nghĩ cho dù 10 năm nữa thì rùa cũng không bao giờ sánh kịp được với mình. Và cứ thế, giấc ngủ của thỏ kéo dài. 6 năm sau, thỏ tức tốc chạy về vạch đích thì đã thấy rùa ngồi lên ngai vàng của mình cùng rất nhiều danh hiệu đồ sộ ngay bên cạnh. Thế là không cần đến 10 năm, rùa đã có thể vỗ ngực xưng tên với thỏ. Thưa quý vị, cách đây vài năm, Thái Lan là một quốc gia có nền bóng đá cực kỳ hùng mạnh, liên tục khẳng định vị thế ở đấu trường Đông Nam Á. Ở thời điểm đó, nhắc đến binh đoàn voi chiến, không đội bóng nào là không khiếp sợ. Chiến thuật phòng ngự số đông, đổ bê tông hay đá hết mình đối công với người Thái, tất đều sẽ bị phá sản. Và vì ngồi trên ngai vàng trong rất nhiều năm, thì vào khoảng năm 2016, bóng đá Thái ra một chính sách cực kỳ táo bạo. Bỏ giải ao làng để tập trung vươn mình ra đấu trường lớn hơn, chắc chắn khi đó giấc mơ World Cup còn rất xa vời. Gần nhất lúc đó chính là U23 châu Á 2016. Giải đấu diễn ra tại Qatar, nơi hội tụ rất nhiều anh tài trong đấu trường châu lục. Đúng như giấc mơ mà họ mong đợi, đặc biệt anh bạn hàng xóm Việt Nam cũng có mặt trong giải đấu lần này. Và đương nhiên, cả hai thua sấp mặt trong giải đấu năm đó. Đến U23 châu Á 2018, người Thái rất khát khao khẳng định lại vị thế của mình. Nhưng rồi thống kê lại cho thấy, Thái Lan chính là đội bóng tệ nhất tại giải đấu năm đó. Dù trước giải họ được đánh giá rất cao, nhưng U23 Thái Lan đã có một kỳ U23 châu Á vô cùng tệ hại. U23 Thái Lan nhận thành tích 3 trận toàn thua, giành 0 điểm và có hiệu số âm 6. Đây là thành tích tệ hại nhất trong số 16 đội bóng góp mặt. 14 đội bóng ở giải này đã có điểm. Chỉ duy nhất người Thái không thể có điểm ở vòng chung kết U23 châu Á 2018. Còn cho tới thời điểm hiện tại, mọi mỹ từ đều đã được dành chọn cho U23 Việt Nam. Những gì diễn ra tại Thường Châu năm ấy chắc chắn sẽ đi vào lịch sử không chỉ riêng đối với nền bóng đá nước nhà mà còn là tiếng vang của bóng đá vùng Đông Nam Á. Và cũng kể từ thời điểm đó trở đi, Thái Lan đã không thể đánh bại được Việt Nam. Sự cay cú cũng dần tăng theo thời gian kể từ đó. Quay về sân nhà AFF Cup, người Thái nhìn Việt Nam đứng lên bục cao nhất. Trở về SEA Games, người Thái trắng tay tiếp tục đứng nhìn Việt Nam giành cú đúp huy chương vàng bóng đá nam lẫn nữ. Có nhiều luồng thông tin đã được xác thực rằng, sau khi đội nam bị loại, Liên đoàn bóng đá Thái đã dồn hết tiền chỉ để đội nữ có thể đánh bại được Việt Nam. Nhưng Rizza Memorial đã chọn bóng đá Việt Nam là những khoảnh khắc đẹp nhất của kỳ SEA Games năm đó. 60 năm bên bị kiếm tìm, cùng hàng chục thất bại muối mặt trước đại kình địch. Và trong lúc người Thái vẫn còn đang ngủ quên, chúng ta tăng tốc và giờ ta đã là những người vô địch. Và hàng triệu người dân Việt Nam nhớ như in cái ngày Kia Tì Sắc mỉa mai bóng đá Việt Nam. Nhưng Kia Tì Sắc của ngày đó không hề biết, bức họa của 10 năm sau, màu đỏ là màu chủ đạo của Đông Nam Á, màu đỏ lan ra tới đấu trường châu Á, còn màu xanh thì đang dần mờ đi theo tháng ngày. Lời xin lỗi muộn màng của Kia Tì Sắc cũng nói lên được, sau 10 năm thời thế xoay vần thế nào. Cuối năm 2019, hàng loạt mặt báo có tiếng Thái đã đăng đàn than khóc trước sự phát triển nhanh đến chóng mặt của bóng đá Việt Nam, rằng Việt Nam là một nỗi ám ảnh thực sự đối với người Thái. Còn nữa, Chanathip gần đây cũng phát ngôn mạnh miệng, dùng Việt Nam để động viên các đồng đội, nhưng lời lẽ cũng không kém phần chua chát. Siêu sao người Thái cho rằng Việt Nam chiến đấu hết mình như vậy, tất cả đều vì tiền. Tiền lương của họ ít hơn, thế nên khao khát có thêm tiền khiến cho người Việt thi đấu sung hơn. Theo con số được trang NBK tiết lộ, lương của tiền vệ sinh năm 1993 rơi vào khoảng 250.000 euro mỗi năm, 6,5 tỷ đồng. Nhưng khoản đãi ngộ này chỉ bằng hơn nửa những gì Đoàn Văn Hậu đang nhận tại Heerenveen. Bản hợp đồng vừa ký giữa cầu thủ sinh năm 1999 với đội bóng Hà Lan giúp anh nhận về khoản lương lên tới 450.000 euro mỗi năm. Như vậy, luận điểm Chanathip đưa ra đã sai ngay từ đầu nên không cần bàn đến những dòng tiếp theo vì nó rất lố bịch. Còn nữa, Nishino cũng là một tay không hề vừa. Ông hiểu mối liên hệ giữa hai nền bóng đá. Từ khi ông đến, không ít lần Nishino chủ động châm thêm dầu vào lửa, thường xuyên làm khó phóng viên Việt Nam trong các buổi tập họp báo, đưa ra những tuyên bố hùng hồn trước mỗi trận. Và rồi, sau nhiều trận đấu không thể khuất phục được đoàn quân rồng vàng của thầy Park, Nishino cũng như nền bóng đá Thái Lan gần như tuyên bố rằng Việt Nam đã chính thức vượt mặt Thái Lan. Chúng ta cần học theo tấm gương của họ. Đúng 10 năm trước, vào năm 2010, Việt Nam khi ấy còn xếp thứ 137 trên bảng xếp hạng FIFA, vị trí chỉ tương đương với Myanmar hiện tại. Dù đã vô địch AFF Cup 2008,
đội tuyển Việt Nam vẫn chưa sẵn sàng để tiến xa hơn, hướng đến sân chơi tầm cỡ châu lục. Cùng thời điểm, Thái Lan là đội đứng đầu Đông Nam Á, đứng thứ 113 trên bảng xếp hạng. Thế nhưng sau 10 năm, Việt Nam giành lấy vị trí đứng đầu Đông Nam Á từ tay Thái Lan. Đoàn quân áo đỏ với xếp hạng 94 thế giới cũng là đội tuyển Đông Nam Á duy nhất kết thúc năm 2019 trong top 100 FIFA. Còn Thái Lan, theo thống kê mới nhất, Thái Lan chỉ xếp ở vị trí thứ tư, xếp sau cả Myanmar và Philippines. World Cup, giấc mơ xa vời đối với cả người Thái lẫn người Việt, giấc mơ của mọi quốc gia yêu bóng đá trên toàn thế giới. Thế nhưng, giải đấu U23 châu Á sắp tới mới chính là đấu trường phù hợp nhất để cả hai cùng tranh tài ở thời điểm hiện tại. Năm 2018, Việt Nam đã đánh cắp đi giấc mơ xưng tầm châu lục của Thái Lan. 2020 này, với tư cách là đội chủ giải, chắc chắn voi chiến sẽ không bao giờ cho phép Việt Nam làm được điều đó.